Rồi em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc ha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tìm Sắt Đức Thắng. Rồi lời đầu nói đầu tiên là em cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Anh em được sự ủng hộ của anh em là em rất là mừng lắm rồi. Em lên tiếp cho anh em một cái con máy này là Dân Ma. Dân Ma này là SS80. Trong này là chạy ba dây anh em. Ba dây thường thường có mỏ, anh em nhìn lưu ý nó lú có mỏ ra ngoài nè. Cái này là chạy gió. Hôm gầy có một số khách hàng thân thuộc của em thì hỏi là sao lên máy nước không thấy máy gió, để nhiều khi về để anh em gác lên mấy cái đầu máy phát điện hoặc là chạy chẹt bơm nước. Rồi có một số khách hàng có điều kiện thì muốn mua máy gió để mình canh nước cho nó dễ, sợ máy nước nhiều khi chạy quên gạt đầu nó hết nước, sợ nóng máy đâu. Thì hiện trạng thì em quay sơ lược cho anh em ha. Này là thợ này cũng thợ quần gách cho em nè anh em. Thằng thợ kia thì bữa nay có công chuyện đi chắc 2-3 ngày nó mới về. Chỗ này nhờ ông thợ này là bên mấy cắt cỏ. Anh cũng te tua giống như anh kia nhưng mà chắc đỡ hơn chút xíu. Ta con trai để chú một tí xíu để em quay sơ được ngoại hình cái máy cho anh em xem ha. Cái máy này thì anh em nhìn từ bánh trớn nè. Máy là em bao zin hết. Chỉ có cái này là mình sơn phủ nha anh em. Nhìn rất là đẹp. Này là sơn phủ. Nước sơn zin nó gì nè. Ở trên giống như nó có chạy chạy chút rồi mình xịt sơn phủ lên luôn nha anh em. Cái nào có sơn thì em nói có sơn ha. Này sơn phủ nè. Và anh em nhìn nó rất là chói. Nhìn cái màu rất là đẹp. Còn số xi nó trên đây. Còn máy móc quá thì em bao zin hết nghiêm chỉnh vậy nè. Bạc đạn gió là nó còn sáng giới vậy nè. Lóc này thì bên em cũng không có kịp thời gian nhiều, rồi cứ xịt nước sơ sơ rồi anh em về nếu mà có điều kiện thì gửi lại giùm em ha. Còn nắp phi láp anh em nhìn kỹ nè, anh em dòm rồi đánh giá giùm em ha. Còn ốc chụp cò nè anh em nhìn kỹ nè, dòm giùm em ha. Này là chưa từng mở ra anh em. Ốc nè, ốc phi láp. Thì để em quay sơ lược cho anh em câu vậy ha. Nhưng mà máy thì em bao zin, phụ tùng thay thế thì bên em có bán đầy đủ nha nè. Anh em nào có cần thiết dù muốn mua máy rồi gửi thêm phụ tùng gì là bên em được có bán ha. Rồi nhờ đứa cháu lại test giùm con trai. Con trai này nó chuyên bên máy phát cỏ rồi, bởi nhiều khi nó quay anh em nhìn định cười nha anh em. Chung mấy cái dòng này thì anh em đã từng xài máy Nhật thì anh em cũng cảm nhận được nha, nó rất là nhạy nổ, cực kỳ nhạy nổ. Em bán đây cho thấy chưa xây. Cái này thì để em kiểm tra lại nha, nó nhớ thì thấy chưa xây. Có nút này thì dân nó mất tiêu rồi anh em. Nút này nãy không có thấy mình nhưng mà nó nứt. Em không có gắn vô. Còn dây đèn thì nó còn gì nữa. Cái này là SS80. Cái này bên em hiện tại đang bán với giá là 5.9 nha nè. 5.9. Còn anh em nào có mua thì cái này tiền ship là em bao ship cho anh em là 350 nha. Em bao trên mọi miền Tổ quốc ha, giá là 350. Còn anh em nào khi mà đặt cọc chốt máy bên em á thì vui lòng cọc giùm em là số tiền 350 nha, tiền ship ha. Thì ngoại hình thì máy này theo như em đánh giá là tương đối đẹp. Cái này tầm cỡ khoảng 80% rồi nghe anh em. 80%. Để có chỗ yếu điểm là nước sơn này có dặm nè, nhưng máy thì em bao zin hết ha. Chứ cái này nè anh em nhìn thấy nó hơi xét, còn lóc máy thì ok. Ở đây em bao lóc nứt bể hoặc này kia là đem trải em hết.
Còn ốc thì nguyên viên hết. Máy này em không có đụng địa gì bên trong ha. Còn anh em muốn cập nhật những cái dòng máy mà em vừa mới lên, hoặc là muốn tìm hiểu một số dòng máy mà bên tiệm em có bán á, thì Siêuin xin vui lòng vào kênh của em ha, tiệm sắt Đức Thắng là đăng ký. Để khi em có đăng bán một cái sản phẩm hoặc là một cái dòng máy nào á, thì anh em sẽ nhận được cái thông báo sớm ha. Nhân đây em cũng cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Không về thấy tuy chưa bán được nhiều bao nhiêu nhưng mà thấy rất là mừng. Được sự ủng hộ của nhiều bà con rất là xa luôn. Lúc ở trên Tây Ninh diện chỉnh người ta có mua máy dầu. Rồi, em xin cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Rồi, em chào tạm biệt anh em.